Tối ngày 26 tháng 2, Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021 với chủ đề Phòng chống COVID-19, sứ mệnh Blue Trắng, chính thức vinh danh 10 thành tựu được đánh giá mang đến những giá trị đóng góp tích cực vì sức khỏe cộng đồng. Đây là lần thứ hai giải thưởng được tổ chức bởi Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và Sở Y tế thành phố nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Theo đánh giá của ban tổ chức, trong đợt dịch vừa qua đã có rất nhiều mô hình y tế sáng tạo và cách làm hay. Tất cả đều mong muốn góp phần đưa chăm sóc y tế nhanh nhất, sớm nhất, góp phần hạn chế các trường hợp COVID chuyển nặng và tử vong. Các mô hình như bệnh viện chị hỗ trợ bệnh viện em, tổ y tế từ xa, chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng, phối hợp liên viện và ECMO cứu sống mẹ con sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch và nhiều mô hình cách làm hay khác nữa đã được vinh danh trong buổi tối đầy ý nghĩa này. Thông qua chương trình, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng nhấn mạnh dịch COVID-19 với những biến chủng mới tiếp tục làm tăng số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chính vì vậy, để cho những thành tựu y khoa tiêu biểu được vinh danh, tiếp tục thể hiện giá trị trong phòng chống dịch, chắc chắn cần có sự chung tay của tất cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, đặc biệt là ý thức của mỗi người. Mỗi người, mỗi gia đình cần nâng cao hơn nữa ý thức, không chủ quan, lơ là, thực hiện tốt 5K. Đây là những hành động thiết thực nhất để toàn xã hội cùng ngành y vượt qua dịch bệnh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.